ngay với đoạn video clip đầu tiên của gia đình số 1, nghệ sĩ Hoàng Duân. Xin mời. À, con gái tôi là một ca sĩ. Cháu có giọng hát rất tốt. Gia đình tôi cũng trong một cái truyền thống nghệ thuật. Kim Hoàng Phương cũng chính là cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Cái nghệ danh Kim Hoàng Phương này là do cô Kim Ngọc đặt cho cháu. Dáng con gái tôi rất là thời trang. Tôi rất là thích đi shopping mua sắm. Thì cuối tuần thường cháu với bạn bè hay tổ chức đi mua sắm shopping. Xong rồi về phấn khởi lắm. Về rồi khoe lại với ba ơi hôm nay con có thể con mua cái này nè. Ba con có được hay là không? Mẹ ơi, mẹ con có được hay không? Vợ chồng tôi thấy con nó có một cái trách nhiệm mà lo cho bản thân để làm đẹp cho mình. Đó. Thì tôi rất là vui. Nói về cá tính của con gái tôi thì bản thân của nó rất là tốt. Con tôi thì rất có hiếu. Lúc vừa đi học, vừa theo tôi biểu diễn, đôi lúc cháu nó phải quần quật, vừa diễn vừa học rất là khó khăn. Cháu tự lập hết. Tất cả các thứ cháu đều lo cho cá nhân và đôi lúc hỗ trợ gia đình. Còn làm thêm về buôn bán mỹ phẩm. Về phần nấu ăn, nội trợ đó thì con tôi rất là giỏi. Đôi lúc nói với mẹ đó, để mà con ấy để gia đình mình ăn một bữa tự tay con nấu, mà nấu ăn thì rất là ngon. Cái điểm yếu con tôi á là làm xong rồi á thì phải có người dẹp, chứ không có người dẹp là không được. Nó bài binh bố trận dữ lắm. Nói về trung nhân thì anh chàng này á là phải chịu khó. Mỗi khi mà con tôi nấu ăn xong rồi là anh chàng phải chịu khó dọn dẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Nói về tình yêu con tôi nó ghen dữ lắm. Nói chung là có quen hai người. Thì con tôi thì nó làm ca sĩ, và bên kia thì bên nhà giáo đó mà. Năm ra thì hai đứa nó không có thích hợp gì cái công việc chung với nhau, thì nó là chia tay. Hoàng Phương xinh xắn nụt nà, cả đời chỉ biết thật thà thương con. Hồi nãy con có nghe được trong cái đoạn clip vừa rồi có một câu là tại vì bạn trai cũ của chị là nhà giáo nên là chia tay. Nhưng mà thật sự là Hải Triều cũng là một nhà giáo. Đây là một cái vấn đề con chắc phép con hỏi là ví dụ như bây giờ nếu mà con của chú và Hải Triều tới được với nhau với cái việc mà Hải Triều cũng là một công việc bên mảng giáo dục như vậy thì có vấn đề gì không chú ha? Nó có trường hợp như thế này, tại vì một người á thì hay đi làm về đêm. Còn anh chàng kia thì cứ đi dạy suốt ngày. Đôi lúc thì cái khoảng cách, cái tình cảm nó hơi xa cách. Đó. Thì mỗi ngày nó phải phai đi thôi. Chứ còn mà nếu mà tâm đầu ý hợp với nhau, nó, nghề nào thì nó cũng vậy thôi. Chú làm bên lĩnh vực nghệ thuật xiếc, mà gặp vợ chú là bên lĩnh vực bên ca hát. Ồ. Rồi từ từ tìm hiểu nhau thì cũng được thôi mà, không có thành vấn đề. Và đoạn video clip tiếp theo sẽ do mẹ Hồng giới thiệu về con gái Tú Hân. Xin mời. Hân năm nay 25 tuổi, là một nhân viên bất động sản. Công việc của Tú Hân rất là bận rộn, cho nên nó là Tú Hân đi suốt ngày, ít có khi về nhà lắm. Tú Hân có một cái tính rất là biếng ăn, mà nấu cho ăn cái gì cũng che ẩm che eo à. Có một chút mỡ là cũng không chịu được. Riết già cái rồi ốm nhom nhách y như mẹ thôi. Muốn làm người mẫu cho nên là ăn là sợ mập mà. Con này nó kỳ vậy đó. Trời ơi. Tuy á là nó kén ăn như thế, nhưng mà được cái là nó rất là chăm chỉ nè. Nó làm cái gì thì nó làm tới nơi tới chốn đó. Nó không có ngại khó gì hết trơn. Làm gì cũng thành công hết á. Nó thì cá tính lắm. Con gái mà thích chơi bóng bàn này, cầu lông này, thích cái gì đó mạnh mẽ thôi. Chị Hân á, trải qua là ba mối tình rồi đó. Cái mối tình thứ nhất á, là ở cái thời trung học á. Rồi nói chung là non trẻ quá cho nên rồi cũng chia tay. Mối tình thứ hai á, là lên cái thời đại học. Nó quen nhau đâu được 2 năm gì đó. Rồi tụi nó cũng xa nhau à. Đến cái mối tình thứ ba này á, là kéo dài được 2 năm. Tôi cũng hy vọng là chắc là tôi cũng sắp có rể rồi. Hôm á nó đi về á
thì nó khóc. Tôi mới hỏi tại sao, nó mới nói mẹ ơi, anh ấy bỏ con rồi, từ nay về sau là con không yêu ai nữa đâu. Về tình yêu á thì Hằng nó không có kén chọn đâu, nó không cần phải đẹp trai, nhưng mà nó cần cái tính trầm tĩnh đó. Thân hình á thì dễ coi một tí, chứ đừng có thô kệch quá thì nó cũng thích, nhưng mà không, nó cũng không yêu cầu đẹp trai lắm đâu. Thân nhà mẹ không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần được chung mộng với con, hai con chung sống vuông tròn, gia đình hạnh phúc thì lên non cũng không buồn. Khi quen nhau mà bạn kén ăn như vậy hoặc là cảm thấy khó chịu như vậy thì không biết là cô có tự tin là người khác sẽ chịu được con của cô hay không? Cô nghĩ rằng là cái bản chất của con cô thì nó có những cái ưu điểm. Cô nghĩ là người nào yêu nó thì chắc cũng phải chiều chuộng nó thôi. Wow. Thưa cô, và một câu nữa đó là nếu như yêu xong rồi tiến đến hôn nhân thì bây giờ về bản thân của một người con dâu là phải biết chăm sóc cho chồng, cho mẹ chồng và gia đình, thì bản thân bạn đã khó ăn và đã rất là khó chịu và người khác phải chịu chuộng như vậy, thì cô nghĩ là con gái cô có thể đáp ứng được những yêu cầu để làm dâu hay không ạ? Cô thì cô có bản chất là cô lo lắng cho chồng nhiều lắm. Hằng nó phải học được cái điều đó của cô chứ. Mời quý vị cùng theo dõi mẹ Ngọc giới thiệu về con gái của mình. Xin mời. Ngọc Phương Hiệp năm nay 21 tuổi. Trước đây gia đình cũng không có ủng hộ con việc làm nghề dancer. Khi nhìn thấy con nhảy những điệu nhảy của sexy dance thì một người là mẹ như mình cảm thấy con là có một cái niềm đam mê mãnh liệt và cái nhiệt huyết của con. Khi mà âm nhạc nổi lên á thì Phương giống như là một con người hoàn toàn khác, được bùng cháy nè, được thỏa sức những cái đam mê, được cái sáng tạo. Chỉ có như vậy thôi thì mình mới là ủng hộ cho con. Tại vì khi đam mê thì người ta mới thể hiện tốt nhất là tự tin của chính mình. Nhìn Ngọc Phương có vẻ như là mỏng manh, nữ tính lắm. Đối với mọi người như thế nào mình không biết, nhưng mà đối với mình thì con mình lúc nào cũng là xinh, là đẹp nhất trong mắt mình. Ngoài cái ngoại hình xinh xắn của con bé ra, bên cạnh đó Ngọc Phương cũng có một vài cái gọi là thành tích cũng đáng tự hào. Như là nét đẹp sinh viên nè, tỏa sáng cùng đại sứ và ngôi sao tài năng. Gia đình mình chỉ có 4 thành viên thôi, Ngọc Phương là con lớn. Ngoài ra thì Ngọc Phương vẫn còn một người em trai. Ở nhà thì Ngọc Phương thì thường thân với mẹ nhiều hơn, cho nên là chị thường hay tâm sự với mẹ. Ngọc Phương nó cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Có thỉnh thoảng thì thấy con buồn thì mình cũng hay hỏi. Ngoài những cái ưu điểm nổi trội của con thì con cũng có những cái nhược điểm là con ham ngủ lắm, có thể ngủ ở bất cứ đó đâu, bất cứ địa hình. Công chúa Ngọc Phương thì đơn giản lắm, thích một cái người đàn ông trung tình nè, có trách nhiệm và đặc biệt là phải quan tâm đến cái sở thích của Ngọc Phương. Mẹ hy vọng là con sẽ là một chàng hoàng tử đánh thức công chúa Ngọc Phương của mẹ dạy, để mà bằng một cái nụ hôn ngọt ngào giống như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng vậy đó. Ra thì khi mà xem cái đoạn clip vừa rồi, riêng con thấy là đúng là công chúa của mẹ luôn á, giống như là luôn luôn là được mẹ ở bên cạnh kề cận, lo cho từng ly từng tí hết. Vậy thì không biết là ví dụ sau này mà có chồng á, cô có độc lập được hay không, hay là phải là do chồng lo hết thôi? Cô thì cô nghĩ rằng khi mà con đã bước qua tuổi 18, con phải độc lập và con phải tự tin trên đôi chân của con. Cô chỉ là người hướng dẫn và chỉ đường cho con đi thôi. Con có một câu hỏi dành cho cô, đó chính là có bao giờ cô tự nhận thấy là ở con gái của cô quá quá mạnh mẽ, quá năng động thì nó sẽ đánh mất đi một chút gì đó về sự nữ tính không cô? Thực ra thì về cái bản chất của con á, con làm về năng động, về một cái ngoại hình của con thôi, nhưng mà bên trong đó con vẫn là một đứa bé rất là yếu đuối. Giống như là hai cái cá tính khác nhau. Khi con sống với đam mê của con thì con là một người khác, và khi con trở về với lại bên gia đình á thì con lại là một cô gái rất là nhỏ bé thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn cả hai gia đình, và đó là những gì mà chúng ta đã được trải nghiệm thông qua vòng 2 của chương trình Cho Phép Được Yêu. Sau đây sẽ là một phút để hội nhà trai chúng ta đưa ra những quyết định cuối cùng và chọn ra một gia đình phải dừng chân. Một phút bắt đầu.
đình mà nhà trai không đồng ý, không cho phép được yêu và phải dừng lại tại vòng 2 này là gia đình số mấy? Gia đình của bạn đàn trai chia tay gia đình